Suy niệm kính thánh tâm Chúa Giêsu ngày 23. Trái tim Chúa Giêsu ước ao cho nhân loại tôn sùng Đức Mẹ. Ở trần gian, Chúa Giêsu đã kính mến Đức Mẹ hết lòng. Nay trên trời, người còn kính mến Đức Mẹ hơn muôn lần. Người tặng Đức Mẹ làm nữ vương trời đất, trao phó mọi kho tàng ơn thánh cho Đức Mẹ, để Đức Mẹ ban cho ai bao nhiêu, ban lúc nào tùy ý Đức Mẹ. Thánh nữ Margarita suốt đời đã nhiệt thành kính mến Đức Mẹ. Người kể, Đức Mẹ luôn săn sóc tôi từ khi tôi còn thơ bé, đã cứu tôi thoát bao hiểm nghèo. Hồi đó, khi muốn xin ơn gì, tôi thường chạy đến cùng Đức Mẹ. Lên 11 tuổi, tôi bị bệnh nặng suốt 4 năm không rời khỏi giường. Các thầy thuốc đã chê, nhưng tôi không ngã lòng, hết lòng cầu xin Đức Mẹ và khấn, nếu tôi được khỏi, tôi sẽ đi tu dòng Đức Mẹ đến trọn đời. Khấn xong, tôi liền khỏi bệnh. Từ đấy, tôi nhận người làm mẹ. Mỗi khi gặp khốn khó, tôi liền chạy đến cầu xin, lần nào cũng được Đức Mẹ cứu chữa. Tôi quyết vào dòng Đức Mẹ, nhưng mẹ và anh tôi ngăn cản, bắt tôi vào dòng Thánh Ursula vì gần nhà quê tôi. Thấy thế, tôi buồn chạy lại đến cùng Đức Mẹ. Ít lâu sau, Đức Mẹ đã đổi lòng mẹ và anh tôi, cho tôi vào dòng Đức Mẹ như ý. Lần khác tôi bị bệnh nặng, bề trên bảo tôi xin Chúa Giêsu chữa cho. Tôi vâng lời cầu xin Chúa, nhưng Đức Mẹ hiện ra bảo tôi: "Con hãy yên tâm, Chúa Giêsu con mẹ sai mẹ đến chữa con và ban sức khỏe cho con. Vì con còn phải gặp nhiều sự khó, thánh giá con vác sẽ rất nặng. Đừng đi còn xa, nhưng hãy vững lòng. Mẹ sẽ ở cùng con luôn mãi." Khi ấy, tôi không hiểu ý Đức Mẹ nói, nhưng sau này, khi Chúa Giêsu hiện đến dạy bảo, tôi mới rõ lời Đức Mẹ. Trong những bước đường khó khăn, Đức Mẹ vẫn giữ lời hứa, luôn hiện ra yên ủi giúp tôi bền vững đến cùng. Ôi, lạy trái tim cực sạch Đức Maria, hay gìn giữ kẻ trông cậy, xin cầu cho chúng con. Amen.